Viên uống trắng sáng da là gì và cái công dụng của nó mang lại như thế nào vậy chị? Trước tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu cái viên uống trắng da nó có cái tác dụng gì với cái làn da của mình. Nó có thật sự là có cái hiệu quả hay không? Hay là nó chỉ là cái tên gọi là cái viên uống trắng da như thế thôi? Thì các anh chị thấy nè, làm trắng da có thể làm được không? Được. Và cái quan trọng nhất là chúng ta làm trắng da với cái cách nào? Làn da chúng ta chỉ có hấp thu được hai cái màu thôi các anh chị. Một là màu trắng, hai là màu nâu. Ở đây cái việc khi chúng ta sử dụng các cái thực phẩm chức năng, các cái viên uống làm trắng da hoặc là các cái viên mà uống làm chống nắng cho cái làn da của mình, thì cái viên uống làm trắng da sẽ có tác dụng tấn công vào cái lớp tế bào gốc ở bên trong và cái lớp màng DNA của cái làn da, để giúp cho cái làn da của chúng ta chuyển hóa từ một cái màu nâu nó sang một cái màu trắng. Chủ yếu của cái viên uống làm trắng da là cái gì? Là kích thích sản sinh cái tế bào làm trắng cho cái làn da và ức chế lại, không có cho cái anh mà đen đó đó, cái tế bào melanin đó đó sản sinh thì nó không có đen. Và tác động để tăng sinh tế bào khỏe mạnh, tế bào trắng, thì lập tức là sao? Làn da của chúng ta trắng, sáng, đẹp. Dạ, cảm ơn chị Mỹ rất là nhiều. Với CEO Yến Trần, Vĩnh nhận thấy rằng là trên thị trường hiện nay có nhiều viên uống trắng da khác nhau. Nhưng mà với sản phẩm Nice Beauty của bên mình thì có ưu điểm gì nổi bật? Chị có thể chia sẻ được không ạ? Nice Beauty là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam ứng dụng công nghệ nano màng sinh học hướng đích, kết hợp giữa các tinh chất dược chất quý hiếm từ thiên nhiên như nano glutathione, nano curcumin, collagen, cao đan sâm, cao huyền sâm, cao sinh địa, cao lô hội và L-16, mang lại hiệu quả vượt trội, giúp cho làn da càng ngày càng trắng, khỏe tự nhiên, khỏe đẹp tự nhiên. Với công nghệ độc quyền nano màng sinh học hướng đích kết hợp và thông qua cái nguyên liệu glutathione thì sẽ giúp cho các nguyên liệu, các dược chất, tinh chất quý giá từ thiên nhiên có trong viên uống Nice Beauty đi thẳng vào tế bào da, giúp cho làn da có thể trắng nhanh so với các sản phẩm làm trắng da thông thường. Em nghe chị Yến Trần có chia sẻ rằng là sử dụng công nghệ nano màng sinh học hướng đích. Vậy thì chị Mỹ có thể chia sẻ kỹ hơn về cái công nghệ này là như thế nào được không ạ? Nano màng sinh học thực chất nó là hai cái nha. Một cái là công nghệ nano, một cái là màng sinh học. Công nghệ nano màng sinh học tức là cái công nghệ này họ chiết xuất những cái sản phẩm như là dược phẩm, dược mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm theo cái cơ chế là nano. Tức là ứng dụng cái công nghệ nano. Công nghệ nano là một cái công nghệ siêu phân tử nhỏ cấu trúc các cái sản phẩm, các cái thành phần lại ở cái mức độ là siêu nhỏ luôn. Vì bây giờ Vĩnh thấy nè, một người mập bự với một người mà nhỏ con ốm, vậy thì cái người mập bự và cái người nhỏ con ốm ai đi nhanh hơn? Tất nhiên là người nhỏ con sẽ đi nhanh hơn hả? Yes, đúng rồi, nó là cái vấn đề là như vậy. Thì vậy thì khi mà cái người nhỏ con đó họ đi nhanh, có nghĩa là cái thành phần trong cái sản phẩm của CEO Yến Trần á là nano. Nano thì nó sẽ thẩm thấu nhanh vào cái lớp màng tế bào. Vậy thì khi cái sản phẩm này với cái công nghệ mà nano màng sinh học, tức là các bạn này sản xuất một cái sản phẩm nó đi đúng cái mục đích là tế lớp tế bào DNA và cái lớp tế bào gốc, để khi tấn công vào cái lớp tế bào DNA và tế bào gốc đó, cái sản phẩm này nó tác động nhanh, nó giúp hấp thu nhanh, nó giúp đem lại cái kết quả nhanh hơn. Nó là một cái phương pháp để giúp cho mình khi mà sử dụng thì nó đạt được hiệu quả cao hơn, nhanh hơn và an toàn hơn. Chị Ngọc Mỹ thân mến, trên thị trường hiện nay có quá nhiều các loại viên uống trắng da khác nhau. Vậy thì khi mà chúng ta lựa chọn những viên uống trắng da ấy thì chúng ta nên căn cứ vào những yếu tố nào để đạt được hiệu quả tốt nhất ạ? Khi mình sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào, đối với lại những cái nhà chuyên môn như mình á, thì mình sẽ đặt cái yếu tố đầu tiên là an toàn. Cái mức độ an toàn của cái sản phẩm của mình đã được cấp phép lưu hành chưa? Cái đảm chứng rằng là khi bạn sử dụng sản phẩm này, bạn không có gây ra bất kỳ một cái biến đổi gì cho cơ thể bạn, gây cái tác hại cho cơ thể mình. Sản phẩm này phù hợp cho đối tượng nào, lứa tuổi nào, cái sản phẩm đó được sản xuất với cái công nghệ gì, hàm lượng là bao nhiêu, rồi khi mà chúng ta uống vô thì là phải sử dụng trong vòng bao nhiêu lâu để nó có cái kết quả. Nghe cái người chuyên môn, nghe cái người tư vấn về cái sản phẩm. Tại vì mình thấy là bất cứ một cái sản phẩm gì cũng vậy, kể cả thực phẩm chức năng, kể cả là việc các bạn đi làm tóc hay là đi làm móng bình thường thôi, các bạn cũng sẽ nghe cái người thợ. Họ giới thiệu với các bạn là: chị ơi, các cái màu kiểu tóc này thì nó sẽ phù hợp với chị, chị sẽ xài trong bao nhiêu lâu, bao nhiêu lâu thì chị quay lại cắt, hoặc chị uống sẽ như thế nào, chị về chị dưỡng ra làm sao. Nó là đơn thuần chỉ là một cái sản phẩm chăm sóc bề ngoài thôi mà các anh chị đã phải quan tâm như vậy rồi. Vậy thì tất cả những cái sản phẩm mà các anh chị sử dụng bằng cái đường uống
các anh chị cũng phải lưu ý cái việc đó. Yeah. Đó là cái an toàn nhất cho cái sức khỏe của mình. Để mà mình có sử dụng làm đẹp, nhưng phải làm đẹp sao? Làm đẹp an toàn và làm đẹp khoa học. Nói chung là trước khi mà chúng ta sử dụng bất cứ một sản phẩm nào thì chúng ta cũng phải cần quan tâm đến là công ty nào và có uy tín hay không, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Với viên uống trắng da Na Beauty thì chúng ta phải sử dụng như thế nào và hiệu quả nó mang lại ra sao về chị Yến Trần? Với viên uống Nice Beauty thì là sử dụng để uống trực tiếp, một lần một viên, một ngày chúng ta sử dụng 2 viên sáng và tối sau bữa ăn 30 phút cùng với 1 ly nước ấm. Yeah. Và trong ngày chúng ta nên uống nhiều nước, từ 1 lít rưỡi đến 2 lít nước trở lên thì sẽ đạt được hiệu quả tối ưu. Viên uống trắng da Nice Beauty thì có tác dụng làm dưỡng trắng da và bổ sung các dưỡng chất cho làn da, giúp tăng cường sức khỏe cho làn da và nhằm mục đích nâng cao sức khỏe tổng thể, giảm chống lão hóa da, giảm sạm nám, làm đầy các nếp nhăn và mang lại cho chúng ta một cái làn da trắng sáng tự nhiên. Bên cạnh việc sử dụng viên uống trắng da thì chuyên gia Trần Ngọc Mỹ có thể chia sẻ thêm là chúng ta nên kết hợp với những yếu tố nào nữa để chúng ta có được làn da trắng khỏe từ sâu bên trong ạ? Muốn có một cái làn da đẹp khỏe, trước tiên các anh chị, mình thì mình thường sẽ khuyên tất cả mọi người ở một cái việc là các anh chị có 3 bước các anh chị không thể thiếu trong một ngày. Thứ nhất là cái bước rửa mặt bằng cái sữa rửa mặt, nó phù hợp với cái làn da của mình. Mình thoa những cái kem dưỡng, nó phù hợp với lại cái tình trạng của cái làn da của mình. Yeah. Rồi bên cạnh đó là chúng ta phải sử dụng cái gì? Kem chống nắng. Đó là 3 bước bắt buộc cơ bản nhất đối với một người muốn có cái làn da khỏe. Nếu có trang điểm thì buộc phải có cái gì? Tẩy trang. Yeah. Tẩy tế bào chết cho da định kỳ. Sử dụng các cái viên uống trắng da. Yeah. Là mình tác động từ bên trong, đúng không ạ? Mình giúp cho đẩy toàn bộ những cái tế bào chết ra bên ngoài. Yeah. Vậy khi đẩy ra bên ngoài, giống như em đẩy, em quét nhà đi, em quét cho nó sạch hết, quét ra thì em sẽ thấy cái gì? Yeah. Rác. Rác. Đúng không ạ? Em thấy rác, rác thì mình phải hốt, mình đem đi bỏ đi. Thì đó là cái cách mà chúng ta phải làm. Yeah. Khi chúng ta uống các cái viên uống làm trắng da, chúng ta thoa các cái sản phẩm dưỡng da, vậy thì tế bào chết nó được đẩy ra, thì việc của chúng ta là phải tẩy tế bào chết. Để cho nó sạch cái tế bào chết và trả cho chúng ta một cái làn da gọi là sáng, khỏe, mịn, đẹp. Yeah. Và bên cạnh đó thì cái yếu tố bắt buộc để các bạn hiểu rằng là ăn uống và nghỉ ngơi nó rất quan trọng cho cái việc các bạn làm trắng da. Dạ, cảm ơn chị Mỹ. Bên cạnh là viên uống trắng da thì hiện nay thương hiệu Na Beauty còn có những dòng sản phẩm nào khác để mang đến cho thị trường ạ? Công ty dược Pharman Green đã có bề dày lịch sử là sản xuất và cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho chuỗi nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện, các chuỗi thẩm mỹ trên toàn quốc cũng như là quốc tế. Thì với cái xu hướng luôn luôn áp dụng những công nghệ hiện đại nhất, tiên tiến nhất, mới nhất để cho ra đời các cái dòng sản phẩm để tối ưu hóa về chất lượng, công dụng, mang lại hiệu quả, an toàn và tiết kiệm chi phí cho người tiêu dùng. Bên cạnh cái sản phẩm Nice Beauty, chúng tôi còn có những cái sản phẩm như là Bách Phụ Vương làm giảm các kích thước của các khối u nang và u xơ. Sản phẩm Sunscreen là một cái sản phẩm chống nắng, kem chống nắng sinh học kết hợp với Nice Beauty là một cái bộ đôi hoàn hảo cho việc chăm sóc sức khỏe làn da và bảo vệ da. Cherry Detox Quai là một cái sản phẩm tăng cường collagen, tăng độ ẩm và đàn hồi cho da và cũng là một cái loại thức uống rất là tốt cho cơ thể. Cốm Nano Mother Kiss là một cái sản phẩm để tăng cường sức khỏe hệ hô hấp cho mọi người. Đó là trước mắt là chúng ta đang có những cái dòng sản phẩm đó và sắp tới hứa hẹn sẽ có rất là nhiều cái sản phẩm tốt mang lại hiệu quả cao cho người tiêu dùng. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn chuyên gia Trần Ngọc Mỹ và CEO Yến Trần đã tham gia chương trình Chìa khóa khỏe đẹp ngày hôm nay. Chúc cho hai chị sẽ luôn xinh đẹp và thành công hơn nữa trong năm 2022.